Thì chào các em, chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức Sẽ Trê. Lời đầu tiên thầy chúc các em một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui mới. Hôm nay chúng ta sẽ học phần tiếp theo của bài số 3, hai đường thẳng song song. Mục 2 nhỏ, tiên đề Euclid về đường thẳng song song. Chúng ta tìm hiểu cái khám phá lần thứ hai để tìm hiểu tiên đề Euclid về đường thẳng song song như thế nào. Đây là một cái bài toán đi vẽ cho điểm A nằm ngoài đường thẳng A. Hình thứ nhất các em này. Quan sát cách vẽ. Cách vẽ là chúng ta vẽ từ hình thứ hai, hình thứ ba, hình thứ tư cho đến hoàn thiện hình thứ năm. Đó là cách vẽ đường thẳng B đi qua điểm A và song song với đường thẳng A. Sau đó, em hãy dự đoán xem có tất cả bao nhiêu đường thẳng B đi qua A và song song với đường thẳng A như thế này. Thì bây giờ thầy sẽ thực hiện các cái thao tác đi vẽ hình này để các em hiểu. Thế thì bây giờ thầy sẽ thực hiện vẽ như sau. Thì vẽ một điểm A nằm ngoài một đường thẳng A. Như vậy là hình thứ nhất thực hiện xong các em nha. Bây giờ thầy sẽ dùng EK đặt giống như hình thứ nhất các em này. Đây. Một cành này của EK thì nó sát với đường thẳng A này. Và một cái cành thứ hai của EK thì đi qua điểm A này. Bây giờ thầy vẽ này. Đó, như vậy là thầy vẽ xong rồi. Khi đó thầy sẽ được cái đường thẳng đi qua điểm A em thấy không ạ? Đường thẳng đi qua điểm A và cắt cái đường thẳng A tại điểm B. Bây giờ tiếp tục thầy sẽ xoay EK về vị trí này để thầy tiếp tục vẽ một cái đường thẳng B đấy các em nhé. Đây có dùng thước, thôi thầy dùng EK luôn. Thì xoay. Kém lý này, cái cạnh của thước của thầy bây giờ là nó phải trùng với cái mép bên này nhá. Thế này các em này, đúng không? Bây giờ xoay cho nó trùng thì chúng ta vẽ. Thì xoay các em thấy không? Giống hình chưa? Giống hình số 3 chưa? Hình số 3 đây này. Phải điều chỉnh một tí chứ không là nó chưa được. Chưa được. Được rồi các em nha. Bây giờ thì vẽ
2 để em đi qua điểm A này. Em thấy không? Bây giờ thầy vẽ một nét đi qua điểm A. Thầy đặt thước tiếp để thầy vẽ tiếp. Như vậy là chúng ta vẽ xong. Như vậy là chúng ta vẽ xong cái đường thẳng này này. Chúng ta đặt tên cho nó là đường thẳng B. Như vậy là chúng ta đã vẽ xong. Và các em lưu ý cho thầy là khi này thì chúng ta có hai góc bằng nhau. Hai góc bằng nhau đấy các em. Hai góc này là hai góc gì các em nhỉ? Hai góc so le trong bằng nhau. Thì theo dấu hiệu nhận biết, nếu hai đường thẳng bị một cái đường thẳng thứ ba cắt mà tạo thành một cái cặp góc so le trong bằng nhau, góc A và góc B đây, thì khi đó cái đường thẳng A này và đường thẳng B này là nó song song với nhau theo dấu hiệu nhận biết. Thế thì khi đó chúng ta sẽ trả lời tiếp câu hỏi thứ hai, đó là em hãy dự đoán xem có tất cả bao nhiêu đường thẳng B đi qua A và song song với A. Theo các em là có bao nhiêu đường thẳng như thế này các em? Chỉ có một đúng không? Chỉ có một thôi. Dù thầy có thay đổi điểm A ở vị trí nào đi nữa thì cũng chỉ có một. Em thấy không ạ? Thầy thay đổi điểm A đi vị trí nào cũng chỉ có một. Thế thì khi đó Euclid mới phát hiện điều này này. Ông nói rằng là qua một điểm A này nằm ngoài đường thẳng A thì chỉ có một cái đường thẳng đi qua cái điểm A và song song với đường thẳng A, tức là chỉ có một đường thẳng B đi qua điểm A này và song song với đường thẳng A này thôi. Ở đây có cái từ là chỉ có, tức là chỉ có một thôi các em, một và chỉ một đường thẳng, không có đường thẳng thứ hai nữa. Vậy thì qua bài này chúng ta sẽ trả lời cái dự đoán cái này. Như vậy dự đoán của chúng ta là chỉ có một đường thẳng B đi qua A và song song với A, chính là cái tiền đề mà Euclid đã phát hiện ra. Thì bây giờ chúng ta đi vào phần tiếp theo, nói về tiền đề Euclid. Tiếp theo là tiền đề Euclid, đây gọi là tính chất thừa nhận. Cái tính chất vừa rồi thầy dựng hình như các em gọi là tính chất thừa nhận. Cái tính chất này không chứng minh được, cho nên gọi là tiên đề do Euclid phát hiện ra. Các em sẽ đọc cái mục cuối để các em biết một phần tiểu sử về Euclid một tí. Còn bây giờ trong bài này thì thầy không nói nữa. Euclid phát biểu như sau: qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. Ở đây là chỉ có, tức là có và có một thôi, hay là có một đường thẳng duy nhất. Các em hiểu cái từ chỉ có này là có và có một đường thẳng duy nhất. Như vậy là qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. Các em thuộc cái tính chất này để các em vẽ hình đó. Bây giờ thầy cho một đường thẳng A, thì lấy một điểm A, thì theo tiền đề Euclid thì qua điểm A này sẽ có chỉ có một đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng A. Đường thẳng này thì gọi là đường thẳng B các em này. Bây giờ thầy lấy một điểm thứ hai là điểm B này, rồi thầy cùng vẽ
một đường thẳng đi qua B và song song với A. Thì đường thẳng này cũng là duy nhất. Đường thẳng này thì gọi là đường thẳng C đi. Thì các em nhìn cái mối quan hệ giữa B và C là mối quan hệ gì đấy các em? Các em thấy song song không? Các em thấy song song đúng không? Nó có thể nó trùng các em. Trường hợp này là hai đường thẳng BC trùng nhau. Còn trường hợp này là song song. Thế thì trong trường hợp này thì ta nói là BC là hai đường thẳng phân biệt. Thế thì nếu có hai đường thẳng phân biệt B và C thế này này, nó cùng song song với đường thẳng A, thì hai cái đường thẳng B và C này nó song song với nhau. Thế có di chuyển kiểu gì thì nó song song với các em. Trường hợp là phải phân biệt nha các em. Các em lưu ý đó. Vậy thì từ đây chúng ta có một cái kiến thức tiếp theo sau cái tiền đề Euclid, đó là hai đường thẳng phân biệt B và C này cùng song song với đường thẳng thứ ba là A, thì hai cái đường thẳng phân biệt này nó song song với nhau. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. Như vậy thì đến giờ thì chúng ta có được cái tiền đề Euclid muốn nói rằng qua một điểm A nằm ngoài một đường thẳng A cho trước thì có chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đó. Tiếp theo là chúng ta lấy thêm một điểm nữa để có hai đường phân biệt. Hai đường phân biệt cùng song song với đường thứ ba thì hai đường này lại song song với nhau. Như vậy là chúng ta có đến hai cái kiến thức cơ bản ở phần này. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang làm cái phần tiếp theo. Đó là bài thực hành. Chúng ta sẽ vận dụng tiền đề Euclid để chúng ta thực hiện cái bài thực hành sau. Bài thực hành số 3 là câu A là cho tam giác ABC, hãy nêu cách vẽ đường thẳng A đi qua đỉnh A và song song với BC. Cách vẽ đường thẳng B đi qua đỉnh B và song song với AC. Thì cái cách vẽ mình chỉ nói cái quá trình mình vẽ để được cái gì. Để muốn vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng thì chúng ta có thể dùng góc vuông, có thể dùng góc solid trong, có thể dùng góc đồng vị để chúng ta vẽ song song. Sau khi chúng ta vẽ xong thì chúng ta chỉ nêu một cái ý chính trong quá trình vẽ là góc nào bằng góc nào để kết luận là chúng song song thôi. Còn quá trình vẽ thì chúng ta không cần ghi các bước vẽ. Thầy vẽ tam giác ABC. Bây giờ thầy sẽ vẽ đường thẳng thứ nhất là đường thẳng đi qua điểm A đấy các em này, và song song với BC. Thầy đánh dấu màu đỏ để các em phân biệt một tí nha. Đi qua A và song song với BC. Thế thì thầy sẽ sử dụng góc solid trong để vẽ đường thẳng song song. Bây giờ thầy đánh dấu góc trước. Thầy sẽ sử dụng góc B của tam giác, sau đó thầy vẽ một góc solid trong bằng góc B này. Thế thì đây đường thẳng này có rồi, thì như vậy là cái góc solid trong nó phải nằm về phía bên này các em này, vì chúng ta sẽ dừng qua A một đường thẳng song song đúng không? Thì các em tưởng tượng có một đường thẳng đi qua đây, thì cái góc bằng góc B là phải nằm phía này. Thế thì muốn như vậy thì chúng ta phải dùng thước đo đồ đúng không? Để chúng ta đo góc, sau đó chúng ta vẽ. Đây, thầy sẽ đo cái góc B. Thầy đặt tấm của thước trùng với đỉnh B. Một cạnh của thước thì trùng với cái cạnh BC các em này. Chúng ta đếm góc này, đột số đo góc này, 10, 20, 30, 40, 50, cỡ khoảng 57 độ các em. Như vậy chúng ta có 57 độ đấy nha. Rồi sao? Nhớ nào. Bây giờ chúng ta sẽ
xoay thước đo độ sao cho một cái cành nó thế nào các em nhỉ? Trùng với cành AB và tấm của thước thì trùng với điểm A để chúng ta tiếp tục đo độ. Được chưa các em? Chúng ta sẽ đếm từ B trở lên này. 57 độ phải không em? 10, 20, 30, 40, 50, 57 độ cỡ 5 năm đấy các em này. À, thấy chấm. Một cái chấm. Cho nó to lên tí. Thì đặt này. 57 độ thì đếm lại này. 10, 20, 30, 40, 50. 57 độ cỡ 5 đấy các em. Bây giờ thầy sẽ vẽ một cái đường thẳng đi qua điểm thầy mới chấm và điểm A thì thầy được một góc bằng góc B là 57 độ, tức là hai góc so lại trong này nó bằng nhau. Bây giờ thầy dùng thước thầy vẽ. Thầy sẽ vẽ từ đấy thôi. Như vậy là chúng ta vẽ xong. Như vậy là chúng ta sẽ đã vẽ được gì các em? Đã vẽ được một đường thẳng đi qua đỉnh A và song song với đường thẳng BC. Vì sao như vậy? Vì có hai góc so lại trong bằng nhau. À, như vậy là góc A1 thì bằng góc B. Thì như vậy cái đường này là đường thẳng đi qua A và song song BC. Như vậy chúng ta vẽ xong rồi. Bây giờ chúng ta viết vài một ý chính thôi. Câu A là chúng ta vẽ góc A1 bằng góc B. Tức là hai góc này là hai góc so lại trong. Cho nên từ đây suy ra là đường thẳng A nó song song với đường thẳng BC. Bây giờ tiếp tục nha các em. Chúng ta tiếp tục vẽ đường thẳng B đi qua B này và song song với AC. Và bây giờ thầy sẽ tô màu lại. Thì tôm cành AC lên màu đỏ đi để chúng ta biết. Thì bây giờ thầy phải chọn một trong hai góc, một là góc A, hai góc C để thầy vẽ đúng không nào? Thì bây giờ thầy chọn góc trước, thầy chọn góc A thì gọi góc A2. Thầy sẽ vẽ một đường thẳng đi qua B mà là song song với AC màu đỏ đó, và thầy dùng góc soi lại trong, có nghĩa là các em tưởng tượng cái đường thẳng đi qua đây này, thì góc đó phải góc này này, thì nó mới song song được. Em phải tưởng tượng trước đi, vì chúng ta đang còn dựng hình mà, đang còn vẽ hình thì chúng ta phải tưởng tượng trước nó có để chúng ta biết. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ đo số đo của góc A. Số đo của góc A chúng ta phải xoay đúng không nào? Đo góc A. Thì đặt cái tấm của thước một tí nó hơi lệch, nhiều khi nó hơi sai số một tí kém nha. À, thầy đặt tấm của thước trùng với đỉnh A rồi nè, cành của thước thì nằm trên cái đường thẳng là cành AB rồi nè. Bây giờ thầy đo cái số đo của góc A, các em nhìn này, góc hai gạch trên này, bắt đầu điểm từ bên B qua đúng nào? Thầy lấy một điểm sẵn trước, các em nhìn này. 10, 20 này, 30 này, 40 này, 50 này, 60 này, 70 độ này, cỡ khoảng 76 độ thôi các em. Khoảng 76 độ. Như vậy các em nhớ khoảng 76 độ nha. Số đó nó không được chính xác lắm, mình lấy gần đúng thôi đó, 67 độ. Bây giờ chúng ta góc ở B có
đỉnh là B, bằng góc A2 là 76 độ. Mà góc xoay lên trong, cho nên chúng ta sẽ xoay thước. Nó độ đặt tâm thước trung với đỉnh B, phải không em? Tâm thước trung với đỉnh B. Với một cạnh thì trung với cạnh AB, đúng không nào? Tâm thước trung đỉnh B này, một cạnh trung anh AB này, chúng ta sẽ đếm cái số đó là 76 độ. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 76 độ cỡ 5D các em. 76 độ cỡ 5 đó các em ạ. Bây giờ chúng ta cất thước đi. Chúng ta vẽ một đường thẳng đi qua cái điểm thay đỉnh dấu và đỉnh B. Thì chúng ta được cái góc 76 độ. Thì vẽ các em nha, thì vẽ theo mức thước này này, như vậy là thầy vẽ xong. Cái đường thẳng này chính là cái đường thẳng B đi qua B và song song với AC. Bây giờ thầy đánh dấu góc vào một tí. Đó là góc B2 bằng góc A2. Các em thấy góc B2 và góc A2 là hai góc so lấy trong. Đường thẳng thứ nhất các em này, đường thẳng thứ hai đây này, bị cái đường thẳng thứ ba nó cắt này. Có hai góc so lấy trong là A2 bằng nhau. Vậy thì đường thẳng B và đường thẳng AC là hai đường thẳng thế nào các em nhỉ? Song song theo dấu hiệu nhận biết. Bây giờ chúng ta ghi vẽ góc B2 bằng góc A2. Đây là góc xoay lấy trong. Thì khi đó cái đường thẳng B ta mới vẽ là song song với AC. Như vậy là chúng ta kết thúc câu thứ nhất. Bây giờ câu B hỏi là có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng A, bao nhiêu đường thẳng B, vì sao? Theo các em là vì sao? Bây giờ nói đường thẳng A trước. Có mấy đường thẳng A các em? Các em nhìn này. Điểm A nằm ngoài cạnh BC là do tam giác ABC, đúng không? Cho một tam giác ABC thì ba điểm ABC không bao giờ thẳng hàng được cả. Cho nên điểm A chắc chắn là nằm ngoài cạnh BC rồi. Thế thì theo tiền đề của lý thuyết, qua điểm A nằm ngoài một đường thẳng BC thì chỉ có một đường thẳng A đi qua A và song song với BC. Như vậy là chỉ có một đường thẳng A. Với lập luận tương tự như vậy thì các em có thể rằng cũng chỉ có một đường thẳng B đi qua điểm B và song song với cạnh AC. Bây giờ chúng ta trả lời câu B. Theo tiền đề Euclid thì chỉ có một đường thẳng A đi qua A và song song với BC. Chỉ có một đường thẳng B đi qua B và song song với AC. Chúng ta chỉ nói ý chính thôi, chứ chúng ta không cần nói là điểm A nằm ngoài đường thẳng, bởi vì trong người bài toán nói rõ cho tam giác ABC rồi. Cho nên ba điểm ABC không thẳng hàng thì rõ ràng định của tam giác sẽ không nằm trên cái cạnh đối diện với nó. Như vậy chúng ta đã giải xong cái bài này. Như vậy thì qua cái bài tập này cho chúng ta biết cách vẽ một đường thẳng đi qua một điểm song song với đường thẳng cho trước, và cách vẽ đó là duy nhất. Đây là kiến thức cơ bản mà các em cần nhớ. Bài học hôm nay thầy dừng ở đây. Hôm sau chúng ta tiếp tục học phần cuối của bài số 3.
Các em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để tiếp tục theo dõi bài giảng của thầy. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.